Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình về hai con BH cực kỳ đẹp, hai con BH 95 ly nha. Một em này đang nổ là 70 ngựa, 2700 tua. Em này là chưa nổ là 90 ngựa, 2800 tua. Mình đang test thử hơi hám và hơi hám cực kỳ tốt nha. Không có khói thừa nha, không có trắng nè, đốt sạch nhiên liệu rất lợi dầu, hoạt động tốt, không có hơi thừa. Đây giờ hơi cực kỳ chuẩn luôn. Cái này là 95 ly nha, số 2.56, thích hợp cho anh em nào chạy cao tốc. Máy rất đẹp. Xin chào các bác. Cố cho vô nguyên chỉnh ha, nhẹ nhàng. Rồi, rất đẹp. Ra rất ngọt, vô thú. Anh em nhớ liên hệ số điện thoại là 0909 777 611, hỗ trợ tư vấn trên Zalo anh nhiệt tình nha. Muốn xe máy kết bạn Zalo đây nha. 0909 777 611. Và đăng ký kênh. Anh em nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông đăng ký kênh, nhấn like và đóng góp ý kiến bình luận để cho mình ý kiến và tiếp tục theo dõi những video khác. Đây ngày mai đơn hàng sắp về Việt Nam nữa, anh em theo dõi. Giờ đang test máy lại cho anh xem. Kê chung lại đi, nó lâu. Ta kê chung nữa lại.